佛教智慧故事。Thiếu nữ nghèo đốt đèn, lòng thành không tắt. Ấn Độ, nước Xá Vệ. Cảm ơn ngài. Bán bánh nướng đây, bánh nướng mới ra lò đây. Ông chủ, tôi muốn mua một bình dầu đốt đèn. Hay là cô lấy số tiền đó đi mua đồ ăn đi. Không, tôi muốn mua dầu đốt đèn. Dầu đốt đèn 5 đồng một bình, tiền của cô không đủ đâu. 5 đồng, không phải trước giờ chỉ bán có 1 đồng thôi sao? Hôm nay và lúc trước không giống nữa. Quốc Dương đã mời được Thích Ca Mâu Ni Phật đến chỗ chúng ta thuyết pháp ứng cúng. Tất cả mọi người đều tranh nhau đi đốt đèn cúng Phật. Đến ngày mai chỉ sợ giá dầu còn mắc hơn nữa. Vậy xin ông hãy làm một việc tốt, hãy chiết ra 1/5 của bình dầu bán cho tôi đi, có được không? Cô gái này thật kỳ lạ, thà bụng đói cũng phải mua dầu đốt. Rốt cuộc là mưu cầu điều gì vậy? Hôm nay tôi nhìn thấy trên dưới khắp cả nước, người người đều tận dụng hết khả năng của mình để cúng dường Phật. Mà trong đời quá khứ tôi đã tạo ác nghiệp quá nhiều, nên đời này bần cùng ti tiện, chẳng có sức để cúng dường Phật Đà. Tôi đã phát nguyện sẽ ra sức tìm cầu để có thể cúng dường Phật Đà. Hôm nay là ngày đầu tiên Phật Đà đến chỗ chúng ta, xin ông hãy hoàn thành tâm nguyện của tôi. Không phải tôi không muốn giúp cô, một đồng tiền dầu mà cô mua được cũng không đủ đốt ngay cả một ngọn đèn để cúng dường đâu. Cúng dường một phần được một phần, tôi không cầu đổi lấy nhiều phước báo, chỉ muốn dùng hết một phần tâm sức của mình cầu xin ông đó. Cô đừng như vậy nữa, tôi báo cho cô là được chứ gì. Cảm ơn ông. Không ngờ cô lại thành tâm như vậy, tôi tặng cô bình dầu này, cô lấy đi đốt đèn cúng dường đi. Cảm ơn ông. Đại ơn đại đức của ông, tôi nhất định sẽ báo đáp. Một đồng tiền này, cô lấy đi mua đồ ăn đi. Không không, ông chịu tặng dầu cho tôi đã cảm kích lắm rồi. Ông nhất định phải nhận lấy tiền này. Nhầm lẫn không vậy? Một đứa ăn mày như cô mà cũng đến thắp đèn. Không còn đèn nữa, mình biết thắp gì đây? Chẳng trách chả có ai dùng ngươi, người cũng giống như ta, đều là chẳng có ai ngó ngàng đến. Nguyện dùng công đức đốt đèn cầu cho đời sau của con được đầy đủ trí huệ, để tiêu trừ tất cả phiền não vô minh của chúng sinh. Kỳ lạ thay, chén dầu này cháy cả đêm rồi, dầu cũng đã cạn hết rồi, tại sao vẫn còn chưa tắt nữa? Tôi đi lấy nước. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, chén đèn này có gì đó kỳ lạ.
Chén đèn này ngươi không thể nào dập tắt được đâu. Cho dù là dùng nước của bốn biển lớn tạt vào, hoặc là gió mạnh thổi qua, cũng không có cách nào dập tắt được. Xin hỏi thầy, đó là do nguyên nhân gì ạ? Bởi vì chén đèn này do một người phát tâm bồ đề rộng lớn cúng dường. Là người nào đã cúng dường ạ? Phật Đà. Phật Đà từ bi, xin hãy nhận của con một lại. Nữ thí chủ mau mau đứng dậy. Cô đến sớm như vậy có phải là để thắp đèn cúng dường? Hôm qua con đã cúng dường một chén đèn, đến nay trong người đã không còn đồng nào. Cái chén đó chính là cái mà hôm qua con đã cúng dường. Mấy cái chén đèn ở đây đều có cùng một hình dáng thôi mà. Làm sao mà cô biết được đó chính là cái chén mà cô đã cúng dường? Cái đèn này đã bị bể mất một góc, là cái chén cuối cùng còn sót lại hôm qua. Tương lai nữ thí chủ sẽ sinh về thế giới quang minh, đời đời kiếp kiếp tướng hảo người sáng tựa quang minh. Vô lượng kiếp về sau, con sẽ thành Phật hiệu là Đăng Quang. Phật Đà, điều người nói là thật ạ? Như Lai không bao giờ giọng ngữ, Phật Đà làm sao có thể nói bậy lừa người được. Tiểu nữ mong muốn có thể quy y Phật Đà, theo ngài học chánh pháp, mong được sớm ngày thành Phật. Thiện tai, thiện tai, thiện nữ nhân, thiện căn của con sâu dày, ta nhận lời con. Từ đó về sau, Nàng Đà đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni, trở thành một thành viên của tăng đoàn. Công đức đốt đèn có thể thu được 8 loại vô lượng phúc báo, phân biệt thành: thứ nhất, có được vô lượng nhãn quang của Phật Đà. Thứ hai, có được vô lượng thần thông. Thứ ba, có được vô lượng Phật giới. Thứ tư, có được vô lượng tam muội của Như Lai. Thứ năm, có được vô lượng trí huệ của Như Lai. Thứ sáu, có được vô lượng giải thoát của Như Lai. Thứ bảy, có được vô lượng giải thoát tri kiến của Như Lai. Thứ 8, có được sự thấu rõ những hứng thú và yêu thích của chúng sinh.